Dạ con xin chào ông bà cô chú, mình xin chào các bạn. Ông bà cô chú và các bạn ơi, hôm nay con có kẹo son môi hình công chúa nè. Còn này là kẹo kẹo cô ba. Ôi con lộn, kẹo này kẹo hư ba. Còn đây là đó nè. Đây là cái em gái của cái người này nè. Cái người này ở chung với con Doraemon nè. Cái này là bánh Doraemon. Đây, để con lấy cây kéo, con cắt bánh Doraemon ra, con ăn thịt nó. Yeah. Một, hai, ba. Ê, nó xì luôn rồi. Yeah. Thật cứng thế. Wow. Ui. Ngon ghê, nó màu vàng, đẹp quá à. Con thấy con nghe cái mùi là con thèm. Nhưng mà đợi xíu con chưa được ăn đâu. Để con rủ mẹ con ăn bánh với con. Chứ con chưa được ăn đâu. Úi, hai em công chúa đây em ngã nè. Đó, hai em công chúa xỉu. Đây. Wow, nhìn nè ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, ngon quá à. Để con lấy lên con ăn thử coi nó có ngon không. Dạ con mời ông bà cô chú ăn bánh, mình mời các bạn ăn bánh con rồi mẹ ăn bánh. Mẹ, mẹ lấy mẹ ăn đi mẹ. Đâu mẹ có thấy gì đâu mẹ ăn. Thôi làm đói ra. Mẹ cắt nó ra hết đi. Ngon quá. Bánh bắp vị mật ong. Đó, cắt nó ra hết rồi thế này. Hôm bữa mình có ăn một cái rồi đó. Hôm bữa là vị sữa. Hôm nay là vị mật ong. Rồi. Ngon quá. Rồi vô nè. 1, 2, 3. Vô. 1, 2, 3. Vô. Giòn gụm. Thơm ngon béo bổ. Ngon tuyệt vời luôn. Hôm bữa con cho cha mình đưa cho nói à. Cha lớn cha nói là ngon tuyệt vời luôn. Cha ơi, cha của con nói vậy á. Vậy hả? Cho mẹ cây nữa đi. Cho mẹ. Cảm ơn con. Kẹo son môi hình công chúa gì vậy Nhi? Kẹo son môi hình công chúa vị dâu tây. Hai cô công chúa đẹp quá vậy. Ê, chị hai chị ba thôi mẹ. Chị hai chở chị ba. Ngon quá. Tí nữa còn già. Nếu mình già với chị hai với chị ba. Ăn xong rồi đi ra chơi. Ôi mẹ, còn cái kẹo này là sao cùng nha mẹ. Con lỡ lên đi. Cái cô công chúa này nè. Nó cứ nhả hoài. Con gỡ kẹo hu ba cho mẹ miếng này. Mẹ gỡ được không? Keo này đi. Măng keo á. Măng keo này á hả? Gỡ thế này đúng không? Nhả ấu thì sao cũng gỡ băng keo nữa. Kẹo hu ba. Này là vị nho. Mẹ con thích vị nho. Muốn ăn cái này quá. Con gỡ cái đi. Dạ. Ủa. Cái gì á? Cây kéo của con đâu rồi? Nè, cái con nè. Nó nhảy xuống dưới đó ha mẹ. Cái này là có băng keo luôn nè. Băng keo bên sau đây nữa. Wow, ngon quá. Sao gỡ ra được? Khó gỡ quá vậy, hay lúa không biết ăn kẹo luôn nè. À đây. Có cái đường gỡ ở đây mà không biết đường gỡ. Wow. Hấp dẫn chưa cả nhà ơi. Wow. Son môi đi. Son môi cho đẹp. Son môi cho đẹp xinh. Son môi xong phải ăn luôn.
Rồi đâu đẹp xinh chưa? Ngon. Đâu cho mẹ xem. Ăn luôn. Ngon. Ngon không? Nó lại vị son môi. À thơm mùi son môi hả? Nó lại vị dâu tây á mẹ. Ăn thử cái này coi. Wow, hu ba hu ba. À thì ra cái này ở dưới này nè. Hay con vặn lên đó hả? Đó. Ừ. Ui. Đó. Ăn không? Ăn này không? Nè thôi. Mẹ không đấu mẹ lại không? Ừ, ngon lắm. Lắm nè. Ừ. Mẹ có không ăn này phải không? Dạ có. Ừ, qua đi. Đây là kẹo xương rươm đó mẹ. Ừ, ăn thử đi. Ừ, ngon lắm. Con cảm ơn mẹ. Mà cũng thơm hả? À. Ăn không hết để dành mang tiếp. Ngon quá. Ăn cái này rồi ghiền luôn á cả nhà. Người lớn còn mê nói gì con nít. Con nít còn thích cái này hơn. Thì tính cho con đem ra cho chị hai ăn thử. Con ăn này đi. Cái thân cơm á. Thì ăn xong á nó hết ngọt rồi mình nhả ra mình mới ăn được cái bánh này. Ừ. Nó là hở bóng được không? Ok luôn mẹ. Đâu thở được không? Đó. Thở cái to luôn. Ngon quá. Một, hai, ba. Wow, được cái to rồi, bự nữa. Bự nữa, vừa ăn vừa chơi bóng. Nè, có nhỏ xíu như này. Ừ. Cái thời tuổi thơ của mình đó cả nhà. Mình khoái ăn kẹo gum thế này nè, thở ăn bóng á. Mà hồi đó nghèo lắm, đâu có tiền đâu mà mua kẹo. Mà mua cái loại kẹo 200 đồng được hai cục á. Mà không có tiền mua nữa. Ừ. Rồi được rồi, ăn bánh hết đi. Coi cho hai, cho ba thử. Ừ. Thôi bán cho chị hai chị ba đi. Mình bán kẹo mà. Mình bán kẹo hu ba nè. Mình bán kẹo son môi nữa nè. Son môi có hai cái. Ừ. Con cho chị ba một cái. Không, bán cho chị hai chị ba. Nhưng mà con một cái này, chị hai một cái này. Bánh này mẹ ăn hết. Bánh với kẹo này mẹ ăn hết. Chị hả, con không ăn nữa hả? Dạ. Ngon quá. Nhưng mà con lại muốn ăn. Ừ. Rồi. Ăn hết bánh đi. Dạ. Hôm bữa uống mật ong nó ngọt lắm đó mẹ. Ừ. Nên là nó ngon lắm. Con thích uống mật ong. Nhưng mà nhà mình có mật ong. Hai mẹ con đi ra ngoài đó. Thấy mật ong đem về mà ăn. Ăn xong. Như vậy á mẹ. Hôm trước mình bắt được ổ mật ong gừng đúng không? Mật ong. Đố con bắt được ổ ong gừng cái mấy ông chích mình luôn. Ừ, hôm bữa nó chích mẹ xương tay luôn á. Xương tay nếp mẹ. Hôm bữa con coi phim người ta ấy. Người ta bị con ong nó chích mà xương tay sau đó bỏ cái tay vô nước lạnh á. Ui, nó hết liền luôn. Vậy hả? Nó hết liền luôn. Ừ, hay dữ hả? Nhanh lắm. Ừ. Lúc đó mẹ có như vậy không? Không, mẹ đâu có biết đâu. Lúc đó nó cắn mẹ xong mẹ đau quá, mẹ để y vậy luôn. Mấy ngày sau tự động nó hết thôi. Vậy hả mẹ? Ừ. Hay dữ vậy mẹ. Nhưng mà mẹ ngâm nước thì nó càng ngày càng hết liền. Ừ, vậy hả? Hết thuốc á mẹ, nó hết nhanh lắm. Ừ. Mà hôm bữa con coi cái phim chú kia, chú bị mấy con ống dính tùm lum luôn. Cái đi vô nhà ngâm nước xong á, ui ui nó hết nhanh luôn á, mà nó vẫn còn cục nhí như này nè. Ừ. Nó xíu 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 rồi mai mốt đó, nó hết liền luôn. Ừ. Cái tay của mình không bị gì hết á. Ý là nó hết sưng đúng không? Dạ nó hết sưng luôn, không có màu đỏ gì hết luôn á. Ừ. Lúc đó con nhìn thấy nó hay lắm. Hồi sắp hết rồi nè. Còn mấy con? Nếu mới còn mấy con? 5 con hả? 4 con. 4 con bự, 1 con nhỏ. Một con nhỏ. Một là con nhỏ.
bốn giờ con còn bốn con năm con chiên sao vậy? Hả? Ăn mất một con. Thì hả, con ăn mất một con hả, còn bốn con rồi. Chia về hai con, hai con hả? Ừ. Để hai con hai con. Rồi ok. Đó chảy nước miếng kìa. Ừ, chảy nó. Ai chảy nước miếng ăn hết luôn. Nó thấy nó thèm. Nó thấy nó thèm hỏi cho nó ăn luôn. Thôi rồi. Cho nó miếng này thôi. Ừ, cho em miếng đi. Chảy nó. Rồi, con miếng ăn hết đi con. Ừ, cho mẹ miếng nữa đi. Kẹo này ngon quá. Ừ. Rồi ăn xé cho mẹ đi. Hu ba hu ba. Ba hu hu ba. À, có đường gỡ nè mẹ. Ừ. Ừ con gỡ đi. Đường gỡ nhỏ xíu luôn. Thôi, mẹ lấy nhỏ xíu hay lấy miếng bự? Mẹ lấy miếng bự rồi, mẹ bự rồi, mẹ ăn miếng bự với miếng nhỏ sao ăn đủ. Rồi được rồi. Đúng rồi. Ý. Còn ăn nữa. Còn ăn. Ừ. Con chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi cuốn lại. Ăn nó mới ngon. Cuốn là giống như cái bánh cuốn vậy đó. Rồi. Bánh cuốn nó cũng bỏ vô miệng. Nhom nhom. Vậy đó mẹ. Mẹ biết hát bài đó không? Con xem phim. Con xem phim gì? Phim em bé ăn răng ăn bánh kẹo xong cái răng bị đau răng á. Có một con màu tím vậy chui vô cái răng nó làm nhà nó ở cái một cái bàn chải đánh răng nó chà luôn la cái nhà cái con vi khuẩn nó đi ra cái chà cái đụng á nó bẹp bẹp. Chứ thì em bé nó ăn kẹo bị sâu răng, con sâu vô răng làm nhà ở. Cái em bé lấy bằng chải lên răng đánh, đúng không? Dạ. Em sâu răng nó bị xỉu. Rồi. Múa nữa. Nè mẹ. Rồi, bây giờ mình ăn xong rồi mình làm sao ta? Dạ con ba mẹ con chú ông bà cô chú thì sức khỏe ăn cái con họ không nhé mình ba các bạn hẹn gặp lại sau bye bye. Gần đi chơi đi. Con lên hai cái này. Một cái vô nhà một cái ở ngoài. Con lấy nó con ăn. Ừ. Rồi vô đi. Con kẹo. Đem vô luôn. Đem vô luôn bằng cái này.